Một bước tiến mới trong việc điều trị các bệnh về tóc bạc sớm, đó là các chuyên gia nghiên cứu Việt Nam đã phối hợp với các nhà chuyên môn công ty Lucas Meyer, nước Cộng hòa Pháp, ứng dụng thành công việc sử dụng các loại thảo dược trong đông y, kết hợp với hoạt chất sinh học Reverse để bào chế siêu tinh chất. Đó là bộ đôi serum và dầu gội có mực mộc nhu, giúp cho việc đảo ngược quá trình bạc tóc từ nguyên căn gốc. Nhờ thành phần từ thảo dược thiên nhiên và điều chế dạng siêu tinh chất, bôi trực tiếp vào nang chân tóc, nên bộ đôi cỏ mực mộc nhu rất an toàn và hiệu quả nhanh hơn gấp nhiều lần các sản phẩm khác. Do đó, bộ đôi serum và dầu gội cỏ mực mộc nhu cũng được rất nhiều nhà thuốc như nhà thuốc Nhân Đức, nhà thuốc Trung Tín quận Bình Tân, nhà thuốc An Tâm quận Gò Vấp tin tưởng giới thiệu cho khách hàng của mình. Tóc bạc là quy luật tất yếu của sự lão hóa. Tuy nhiên, thay vì chỉ đi nhuộm tóc như trước đây, thì ngày nay có nhiều khách hàng thường đến nhà thuốc của chúng tôi hỏi mua các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên để có thể làm đen tóc từ bên trong và có thể là giữ được an toàn cho sức khỏe của mình. Sau khi tìm hiểu và đã bán nhiều sản phẩm làm đen tóc trong nhiều năm qua, chúng tôi tin tưởng lựa chọn bộ đôi hỗ trợ trị bạc tóc, serum và dầu gội cỏ mực mộc nhu để giới thiệu đến người tiêu dùng. Đây là giải pháp tốt nhất tới thời điểm hiện nay trên thị trường, kết hợp vừa phủ đen mái tóc bên ngoài và vừa hỗ trợ điều trị bệnh tóc từ bên trong, rất an toàn và hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với các sản phẩm khác. Bộ đôi gồm dầu gội cỏ mực mộc nhu, thành phần gồm có cỏ mực, mè đen, mã đề, bồ kết và than hoạt tính. Dầu gội này giúp phủ đen mái tóc bạc thay thế cho việc nhuộm tóc, nhưng được dùng hàng ngày như dầu gội bình thường. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với các dầu gội thảo dược khác là dùng một tháng một lần. Sản phẩm thứ hai của bộ đôi này giúp hỗ trợ điều trị tóc bạc từ bên trong là siêu tinh chất serum cỏ mực mộc nhu. Đây là công trình nghiên cứu thành công của các chuyên gia Việt Nam đã phối hợp với các nhà chuyên môn công ty Lucas Meyer, nước Cộng hòa Pháp trong việc ứng dụng các loại thảo dược đông y kết hợp với các hoạt chất sinh học Reversi giúp đảo ngược quá trình bạc tóc, hỗ trợ kích thích tóc con mới mọc ra đen, không còn bạc nữa. Hàm lượng chất chống oxy hóa cực mạnh có trong cỏ mực và đậu đen sẽ giúp chặn đứng quá trình tóc bạc thêm. Hoạt chất Reversi giúp hỗ trợ kích thích chân tóc sản sinh hắc sắc tố melanin, từ đó phục hồi dần màu tóc đen ban đầu. Ngoài ra, các vitamin và các dưỡng chất có trong hương nhu, hương thảo, trà đen, cam thảo còn là liệu pháp dưỡng sinh cho mái tóc lão hóa và hư tổn. Rất nhiều khách hàng đã đến nhà thuốc của chúng tôi hỏi mua bộ đôi hỗ trợ trị tóc bạc, cỏ mực mộc nhu và sử dụng hiệu quả. Serum và dầu gội cỏ mực mộc nhu, sản phẩm đột phá kết hợp Đông và Tây y dành cho người bị tóc bạc. Phủ màu tóc bạc thành đen nhanh chóng mà không cần đi nhuộm. Hỗ trợ kích thích tóc con mọc ra đen từ gốc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe suôn mượt. Tổng đài 1900 7143, hotline 0919 146 444.